Hello các bạn nha Cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn một cái tiện ích à, Để các bạn có thể Chỉnh sửa hình ảnh một cách à, đơn giản Và cũng có thể là nâng cao một chút xíu Mà các bạn không cần phải sử dụng đến Photoshop Thì như các bạn cũng biết là từ trước giờ chúng ta làm những cái gì mà liên quan đến hình ảnh ấy, Thì chúng ta đều sử dụng Photoshop Bởi vì nó thông dụng và cái tính năng làm việc của nó thì là quá tuyệt vời rồi đúng không? Nhưng mà cái video ngày hôm nay ấy, mình chia sẻ các bạn một cái tiện ích này bạn có thể chỉnh sửa được nó giống y như là Photoshop vậy đó Có thể là nó không thể nào bằng Photoshop ở đâu Nhưng mà cũng có thể làm việc được tương tự như vậy Mà các bạn không cần phải cài Photoshop vào Ok, ta bắt đầu bạn nha Rồi, thì các bạn thấy ở đây này Đây là phần mềm Photoshop nha Các bạn thấy rõ ràng, đây là Photoshop nhưng mà mình sẽ không xài Photoshop đâu Các bạn chỉ cần như thế này Các bạn mở cái trình duyệt lên Như thế này Sau đó các bạn vào trang Google cho dễ Các bạn gõ cho mình ở đây cái từ khóa là Photopia Như thế này Rồi các bạn nhấn Enter Nó đưa ra kết quả như thế này Các bạn nhìn này Đây là cái logo của nó ha Thì cái trang của nó là Photopia À Photopi Đấy Chấm .com Ở đây Đó các bạn thấy không Photopy Advanced Image Editor Đấy Nó cho các bạn này nó hỗ trợ cho các bạn là file BSD Là file của Photoshop Rồi XCF, Sketch Đủ thứ các kiểu ở đây Hỗ trợ cả Gim luôn này thấy không? Rồi Corel Raw luôn Đã chưa Quá tuyệt vời Và các bạn chỉ việc là kéo xuống đây Kéo xuống, kéo xuống Thế là nó đã vào cái giao diện chính của Photopy Đấy Quá đã luôn các bạn này, thấy không hỗ trợ rất nhiều ha Photoshop rồi Illustrator rồi XD Sketch PDF Kim Raw rồi nhiều cái thể loại khác nữa đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm thử bạn coi ở đây giao diện chính của nó bạn thấy này bạn có thể new project để bạn tạo một cái project mới hoặc là open from computer à, mở từ máy tính của bạn này rồi PSD template à, PSD template này là các bạn có thể À, lấy từ ở trên mạng về luôn Hoặc là từ trong máy của bạn cũng được Hoặc là những cái file demo như thế này Thì bây giờ mình sẽ đến với cái đầu tiên là New project nha New project mở ra Đấy New project bạn thấy không Ở đây ấy Đầu tiên bạn có thể là đặt tên Chẳng hạn như mình đặt tên là Test Ở đây bạn có thể cho kích thước à, Kích thước mặc định của nó Đang là, là 1280 x 20 Ví dụ mình để đây là 1920 x 1080 Thử xem nó chịu không nha Rồi background đổi màu cái này tùy ha rồi ở đây nó có sẵn một số cái template sẵn ở đây luôn này giống như Photoshop vậy đó thì thay vì bạn đánh ở đây thì bạn chọn đây luôn cũng được như nào cũng được rồi bạn có thể chọn những cái template ở bên này nó có sẵn này đấy như nào cũng được hết bạn thấy tuyệt vời không đó rồi sau đó bạn có thể là click create đây đó nó tạo ra cho bạn một cái file này thì bạn có thể vào image và chọn là image size ở Đây, thấy không? 1920 x để ta kiểm tra lại ha Rất là good Và mình cảm thấy cái tốc độ nó chạy rất là nhanh các bạn Tốc độ rất là nhanh Thì ở đây chúng ta cũng có là cái thanh menu Như Photoshop ha Rồi cái thanh property của những cái công cụ Rồi tên của từng cái file Chúng ta đặt ra Rồi thanh công cụ ở đây Rồi thanh uh, những cái palette Rồi những cái layer Đấy Y chang Photoshop, các bạn thấy giao diện nó đẹp không? Rồi mình sẽ vào Edit và mình coi cái phần Reference Ở đây, rồi nó cũng Những cái này thì những cái riêng của nó, ở đây không có gì hết Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem Một vài công cụ mà mình hay xài Chẳng hạn ví dụ như mình hay dùng Photoshop để mình làm những cái hình thumbnail Ở trên những cái video trên Youtube mình đây này đây là những cái hình thumbnail như này thì mình dùng photoshop để mình làm đúng không? Bây giờ mình làm thử một cái nha. chẳng hạn như cái hình này đi. mình sẽ chọn file và mình chọn là uh, open and place chọn đây và mình uh, lấy cái hình của mình. đây cái hình của mình khá là đẹp trai nha các bạn. đập trai khá đập trai đây là cái hình này. open nó ra. đấy bạn thấy chưa? đưa hình vô liền quá ngon đúng không? Rồi mình có thể là tăng giảm này kéo co giãn giữ phím shift để co giãn đấy cho nó phù hợp với ý của mình đúng chưa nào đấy, ví dụ thế này rồi bấm chọn đấy ngon chưa phóng to ui rồi ơi tuyệt vời bạn thấy cửa sổ layer không ngon lành chưa rồi mình có thể chỉnh màu ở đây âm dương này rồi mình chọn level rồi mình có thể đây canh màu lại cho nó chuẩn xác cái màu sắc ha đấy cho nó đều đều cái màu sắc một tí đó thấy không ngon lăn liền căng màu liền đấy chưa rồi mình có thể gộp hai lớp này lại bằng control e ui rồi ơi y chang Photoshop các bạn ơi rồi mình có thể là thử coi có cân bằng trắng không nha đây có color ba color ba thì mình sẽ cho màu trước đi Màu mình sẽ chọn là Viren Viren chỉnh màu nha Viren mình cho nó tí màu đi Tí màu thế này Rồi Saturation Một chút xíu Rồi như này được rồi Rồi mình lại tiếp tục cho nó Thêm một cái nữa là uh, Cái gì nhỉ uh, Cái này rồi Xong rồi mình sẽ cho nó một chút xíu Cái phần là uh, Rednet right Contract đi Rednet right Contract cho nó sáng lên một tí, à, đây như này. Rồi mình sẽ cho nó thêm một tí gọi là color ba lăng, color ba à, cái red nó đang nhiều này, cái red đang nhiều mình giảm cái red đi chút xíu như này. Ok à, cái, cái green, à, giảm green đi một tí. đây, tăng green lên một tí, cái blue, đây kéo lưu lên đi như này, cho nó bớt lại này red đấy chỉnh cái màu sắc lại một tí các bạn cái này thì nó tùy mắt của mỗi người thôi nha nhiều khi mắt các bạn đẹp hơn mắt mình thì các bạn có thể chỉnh được đẹp hơn mình đấy các bạn thấy không đó chỉnh khá là ok nha rồi mình gộp tất cả những lớp này lại đấy control e các thấy không ôi trà ơi y chang phổ sao các bạn tuyệt vời rồi. rồi ví dụ như mình có thể là dùng công cụ là uh, ở đây mình dùng công cụ là pen đi để mình cắt nền đi. Các bạn cũng có thể là zoom to ra này, không? Giữ phím control và phím khoảng trắng để zoom to thu nhỏ y như trên Photoshop. Quá đã và giữ phím khoảng trắng để di chuyển tới lui. Đấy, ví dụ như mình đây mình vẽ này, dùng công cụ pen để mình vẽ nha. À, thấy không? Đó, mình vẽ vùng chọn này. ví dụ như mình vẽ đại khái thôi nha. Cho nên đã mất thời gian. Đó thấy không? Trời ơi các bạn ơi, Quá đã rồi các bạn. Đó. Thấy Ngon chưa? Chất chưa? Quá tuyệt vời luôn các bạn. Rồi chẳng hạn dụ như mình vẽ một tí đây thôi nha, mình vẽ một tí này thôi. Đây, đóng lại vùng đóng lại này. Thì bạn thấy đây là màu đỏ đúng không? Bạn có thể chọn đây này là nâng Rồi ở đây shape mình sẽ để là path như thế này, đừng dẫn rồi mình sẽ tạo vùng chọn là Control Enter Đấy nó tạo vùng chọn này ha Rồi thu nhỏ lại này Rồi từ đây ấy, mình sẽ chọn cái lớp này Và mình sẽ nhấn Control và chữ Z Đấy nó sẽ cắt nền cho mình này ha Nó lấy cái vùng này cho mình này Đó ok các bạn Trời ơi y chang Photoshop luôn các bạn ơi Quá đã Các bạn thấy tuyệt vời không Thật với các bạn luôn Quá đã luôn rồi bây giờ mình sẽ ví dụ công cụ text này. không bấm đây. Đúng chưa? gọi chữ chẳng hạn ví dụ như là đâu rồi, bấm vào đây. À, test đúng không? Test Photoshop. Đấy. Thấy ngon chưa? Quét chọn này. Rồi mình coi thử coi xem ở đây nó có chữ này to chữ lên đúng không? Đấy. chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà nó ngon bằng phôi shop đâu các bạn nhưng mà theo như mình nghĩ là như này là nó khá là ok đấy character này đại character ôi chà chà đậm lên này ôi rồi ôi quá là chất các bạn như này là quá chất rồi rồi chấp nhận thao quá đã đúng không ví dụ như đổi màu này à, đổi màu đỏ đấy ok không rồi cho nó những cái hiệu ứng Chẳng hạn dụ như uh, Đây mình cho nó những cái hiệu ứng nha à, uh, Đây adjustment layer Adjustment layer ở đây nó không có cái phần kia ta Đây stroke này Stroke Đấy các bạn thấy không Giao diện y e chang Photoshop Stroke màu trắng lên Ok Rồi Đổ bóng này Drop shadow lên Ôi, cho chữ to lên này Chữ to lên nha chọn lớp này chọn lớp chữ và control internet chữ t và phóng to chữ lên thôi à, thấy chưa ôi trời ơi các bạn ơi quá ngon luôn các bạn mình không ngờ luôn các bạn thấy không quá tuyệt vời nha yeah. đấy sau khi xong thì bạn có thể là file và chọn save as bds là photoshop này để bạn có thể chỉnh sửa tiếp trên uh, photoshop ha hoặc là bạn uh, export À, sang những cái đuôi ví dụ là jpeg này png thì các bạn nhiều mình định dạng thông dụng là jpeg ha xuất đây này rồi jpeg ok và chúng ta click save nó hỏi chúng ta lưu ở đâu chẳng hạn ví dụ mình lưu vào desktop đi rồi test save hao sau khi xong bạn mở lên này ok luôn các bạn ơi trời ơi nay thì đâu cần phải photoshop nữa đâu các bạn ơi không tại vì cái này mình chỉnh là mình chỉnh test thử cho các bạn thôi còn các bạn muốn chỉnh kiểu gì các bạn chỉnh Đấy quá là mình thấy quá là ok các bạn nha Đấy rồi ví dụ mình tắt này đi tắt ok nha mình tạo uh, open from computer này mở đây uh, ok chẳng hạn ví dụ như ở đây mình có một cái file là cùng học photoshop này đây bạn thấy không load ra cho mình load nguyên cái file trong máy tính của mình lên bây giờ bạn chỉ việc làm sao sửa lại thôi các bạn ha, bấm click vào từng cái khu vực chữ này và sửa lại thôi thấy chưa nó quá là ngon lành các bạn thấy tiệt không thì nếu mà các bạn mà có mình nghĩ các bạn mà có những cái gọi là cái template sẵn ở trong máy rồi ấy. ví dụ các bạn tạo những cái mẫu này sẵn rồi và các bạn chưa kịp là cài Photoshop vào hoặc là các bạn đi đâu đó ha đi đâu đó mà máy người ta không có Photoshop Thì ý các bạn các bạn có thể sử dụng cái này cũng được miễn phí hoàn toàn 100% các bạn công cụ thì quá là tuyệt vời mà đấy công cụ rất là tuyệt vời đây, tắt đi cái này nha BSD uh, template cái này là có sẵn của người ta này người ta có sẵn những cái này của người ta đấy các bạn thích cái nào các bạn lấy cái đó về các bạn chỉnh sửa ha chẳng hạn dụ như đây là cái uh, thumbnail này youtube thumbnail click vào rồi click vào đây nó sẽ tự động nó đẩy về à, các bạn chờ một tí nó sẽ đẩy về đó thấy không nó đẩy về và bạn cũng thế chỉ việc là click vào từng cái này và chỉnh sửa lại thôi chẳng hạn như mình sửa là uh, d này chữ d nha d à, dài đấy d dài đó thấy chưa ok đó gót lần liền các bạn thấy không? quá đã luôn, trời ơi thật sự, cái này là quá là chất các bạn ơi, quá là chất. À, tắt cái loại này đi nha. À, đây nó có những cái file demo, à, những file demo, demo này demo gì đây? coi thử xem demo cái gì nha. Uhm, demo cái gì? đây không có demo gì cả. Thôi, bây giờ mình sẽ, đây mình sẽ làm một cái project mới này, chẳng hạn một cái project mới như này đi. Rồi mình sẽ thử một vài công cụ nữa nha. Đây. đây chẳng hạn như mình thử một vài công cụ nữa. Phóng to lên, chẳng hạn dụ như là à, tẩy mụn chẳng hạn đi. Đây nó có những công cụ đây này. Spot Healing Brush bạn thấy không? Trời ơi công cụ y chang Photoshop luôn các bạn ơi. Trời ơi công cụ như thế này thì này các bạn nhìn này nha, tẩy mụn này. À, nó kêu là Smart Object must be rasterize. À nó bắt chúng ta phải rasterize lớp này rồi chuột phải và à, rasterize đâu rồi sao có rasterize ta uh, à, để mình coi thử coi nhá rasterize không có rasterize nhỉ à đây sửa luôn này đấy ha bạn thấy không mụn này chẳng hạn như mụn đây đúng không bấm phát này xóa này ha xóa luôn cái chỗ cái nếp nhăn luôn này cho nó trẻ lên này đó ha trẻ hóa lên đó thấy chưa đã chưa nào đó thấy chưa Đấy thấy chưa bạn thấy không Trời ơi mình nói các bạn là nó y chang Photoshop luôn các bạn ơi Không khác tí nào luôn Công cụ rất là đầy đủ Đấy Rất đầy đủ các bạn nha Quá tuyệt vời luôn Ok các bạn Thì à, đây là một số cái tính năng Mà mình vừa mới test thử cho các bạn Ở trên cái website photopiece.com à, Đây là một cái website mà người ta cung cấp chúng ta cái giải pháp À, để chỉnh sửa ảnh miễn phí hoàn toàn 100% à, nó nan ná như Photoshop á. thì mình hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của mình một phần nào đó sẽ ít các bạn nhé cái video này mình sẽ tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé